Ngoài những tác dụng đối với sức khỏe thì nha đam còn được ví như là một thần dược không thể thiếu của chị em phụ nữ. Dưới đây là những tác dụng của nha đam đối với việc chăm sóc và bảo vệ làn da, giúp cho chị em phụ nữ có được một làn da rạng ngời và tươi sáng hơn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức khỏe 60 giây. Lời đầu tiên, chúng tôi xin được gửi lời kính chúc đến quý khán giả có một ngày mới thật nhiều niềm vui và công việc thuận lợi. Như chúng ta được biết, hiện nay vấn đề về sức khỏe và làm đẹp đang là vấn đề hết sức được quan tâm. Ngoài việc sử dụng những loại thuốc từ Tây y thì chúng ta không thể không nhắc đến những loại cây thảo dược vô cùng lành tính và hiệu quả ngay bên cạnh chúng ta. Vậy hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến quý khán giả một loại cây hết sức quen thuộc, đó chính là cây nha đam. Khi nhắc đến nha đam, người ta thường hay dùng để nấu chè, đắp mặt hay để nấu nước uống. Vậy chúng ta đã biết hết được công dụng của loại cây này chưa? Hãy cùng nhau tìm hiểu về loại cây nha đam nhé! Nha đam là một loài cây có nguồn gốc từ Bắc Phi, còn có tên gọi khác là lô hội hay lông tu. Nha đam mọc nhiều ở các vùng Phan Thiết, Phan Rang, Phan Rí thuộc các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận. Chúng chịu hạn hán và khô nóng rất giỏi, vì thế chúng được trồng rải rác khắp Việt Nam để làm thuốc hoặc làm cây cảnh. Từ ngày xưa thời Ai Cập cổ đại, người ta đã biết sử dụng nha đam để tạo ra làn da mịn màng, tươi tắn. Thời Hy Lạp, họ dùng nha đam để làm lành vết thương. Ngày nay, các nhà khoa học đã tìm thấy trong lá cây nha đam có chứa rất nhiều chất có lợi cho cơ thể như 20 loại amino acid, 20 khoáng chất và 12 loại vitamin cần thiết cho cơ thể, giúp tăng cường trao đổi chất, tiêu thụ năng lượng, đốt cháy chất béo. Thân cây nha đam chứa một lượng nước lớn, bao gồm các chất dinh dưỡng như vitamin A, C, E, B1 cùng nhiều khoáng chất như canxi, natri, kẽm. Công dụng của nha đam đối với sức khỏe. Thanh nhiệt. Cây nha đam chứa rất nhiều nước, giúp bạn cải thiện tình trạng mất nước cho cơ thể. Việc bổ sung đủ nước sẽ giúp thanh lọc cơ thể, loại bỏ các chất thải và chất độc. Từ đó, cơ thể bạn sẽ tiêu trừ độc tố. Hỗ trợ tiêu hóa. Trong nha đam có chứa một số enzyme có tác dụng đường phân và làm vỡ chất béo, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, tăng cường sức đề kháng. Uống nước nha đam thường xuyên sẽ giúp bạn duy trì mức cân nặng khỏe mạnh, đồng thời cung cấp các vitamin và khoáng chất quan trọng cho cơ thể. Tác dụng kháng khuẩn. Những nghiên cứu gần đây đã chứng minh gel nha đam có tính sát khuẩn và gây tê. Dùng để sát trùng, thanh nhiệt, thông tiểu, làm im dịu vết thương khi bị phỏng nhẹ, khi bị côn trùng châm chích. Tác dụng sổ, nhuận tràng. Đặc biệt, chất aloin có trong nha đam rất tốt trong việc giảm cân và có tác dụng nhuận tràng, hạn chế việc hấp thụ các chất béo. Trị viêm loét dạ dày. Uống gel tươi của lá nha đam. Cứ vài giờ uống một muỗng canh gel tươi lúc bụng không có thức ăn sẽ làm lành vết viêm loét dạ dày. Trị nám. Các bạn cũng biết rằng nha đam có nhiều loại axit amin và vitamin thiết yếu. Những thành phần này thường có trong các dòng mỹ phẩm làm đẹp, khả năng làm mờ vết thâm nám, tàn nhang hiệu quả, an toàn và ít bị kích ứng. Trắng da. Nha đam có khả năng làm trắng da, cải thiện sự mịn màng, rất phù hợp với những làn da khô, da giảm nắng. Dưỡng và tái tạo da. Nha đam là một dòng cây có tính thanh nhiệt, mát, khi sử dụng trong thời gian dài giúp làn da có độ ẩm phù hợp, bổ sung nhiều dưỡng chất cho làn da, giúp da bạn trở nên căng và mịn màng hơn. Giảm nếp nhăn. Các thành phần trong nha đam giúp làn da cải thiện những nếp nhăn trên mặt, ngoài ra ngăn chặn quá trình oxy hóa, tẩy các tế bào chết, giúp da mịn màng, rạng rỡ. Dưỡng môi. Khi môi bạn bị khô và nứt nẻ, hãy sử dụng nha đam để đắp lên môi, sẽ giúp môi bạn trở nên mềm và mịn hơn. Giảm tình trạng khô mắt, mỏi mắt. Khi chúng ta tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, ngoài làn da bị bỏng thì đôi mắt cũng tổn hại không kém.
Việc dùng nha đam để đắp lên vùng mắt tầm vài phút sẽ giúp bạn cảm thấy mát và dịu nhẹ hơn. Trị mụn. Trong lá nha đam có chứa nhiều chất nhầy, giúp khả năng thẩm thấu, cung cấp dưỡng chất, giúp da giữ ẩm, làm mềm da. Chất nhầy này có tác dụng tăng cường collagen cho da, giảm quá trình lão hóa. Thường xuyên sử dụng nha đam sẽ giúp bạn có làn da trắng hồng mịn màng và sạch mụn. Những vết mụn cám, mụn đầu đen, mụn trứng cá sẽ nhanh chóng bị đánh bật. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp cho các bạn có được những kiến thức về cây nha đam. Hãy sử dụng cây nha đam trong việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp để có một cơ thể khỏe mạnh và một làn da rạng ngời. Nếu cảm thấy video hữu ích, hãy vui lòng bấm nút like và đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.